Ok, chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Ngày hôm nay thì anh em nuôi rừng tìm được một khúc rễ của hóa ngọc, của hóa thạch. Đấy, em vừa mới rửa xong. Đấy. Vừa mới về thì đang rửa nhé. Đấy, đang rửa xong màu rất là đẹp nhé, trắng. Đấy, anh em đi rừng gian mấy khúc. 4, 5 khúc. Đấy. Nguyên khớp của nó anh em đào được, nó không may bị gãy ạ. Các bác nào sưu tầm cái rễ này thì liên hệ giúp em qua số Zalo nhé, 0903 thì 561075. Nguyên cái rễ gỗ rất là đẹp. Đấy. Hàng chuyên ngọc nhé, còn nguyên da vôi, da vỏ. Anh chị em quan tâm thì liên hệ cho em nhé. Đấy. Chị có thể nhìn thấy em dùng màu trắng, trắng ngọc. Đấy, em đang rửa. Lúc này nó bẩn quá, vừa mới về. Để em rửa sạch sẽ rồi. Đấy, anh chị em quan tâm thì liên hệ cho em để sưu tầm nhé. Viên này thì em nói trước nó bị dán lại. Anh em đào thì nó không may nó bị vỡ ấy. Sau tác động mình đào ở dưới đất ấy. Nó bị gãy mấy khúc. Đấy. Nên anh em đã dán lại đúng khớp của nó. Em đang rửa đây. Vừa mới rửa xong luôn. Đấy. Anh chị em quan tâm thì liên hệ cho em nhé. Đấy, hàng này hàng sưu tầm để trưng thôi. Đó. Rất là đẹp nhé. Như là một sừng con thú. Quá là ok. Trong ngày tối nhỉ, để soi trong ngoài. Đấy. Em dùng cầm cho chị cũng xem nhé. Hàng này lo lâu mới có thôi. Cái này nó cao tầm 30 phân. Dòng này là dòng sưu tầm nhé. Anh em may mắn đi rừng vô tình tìm thấy được ở trên núi nhé. Vừa mới đem về nhà em rửa sạch. Nhìn nó đẹp hơn. Chỗ này là anh em nó cắn keo nhé. Vì đúng khớp của nó, anh em nó đổ keo vào. Nhưng không sao. Đúng khớp của nó. Màu thì quá ok luôn. Đấy. Màu rất là đẹp. Màu chuyến ngọc. Trắng ngà voi. Như là một củ sâm ấy. Các cô chú anh chị xem nhé. Đây có khi là cái củ sâm nó hóa thạch. Nó tròn này. Đây. Rồi ok, bây giờ em sẽ kết thúc video từ đây nhé. Chị em xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, các cô chú, chị trong video tiếp theo. Ok.